Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn cách đánh kem để trang trí bánh hoặc là bắt hoa. Kem của mình dùng Creamy Whip của Nhất Hương. Máy đánh trứng cầm tay, công suất là 450W. Các bạn sẽ đổ 200g kem tươi vào ô. Các bạn mới tập đánh thì các bạn có thể là đánh ít một thôi. Xong thì phải để ngay vào trong ngăn đá của tủ lạnh 15 đến 20 phút, bắt đầu mới mang ra trà lá hoặc bắt hoa. Các bạn chưa quen thì các bạn có thể dùng đồng hồ bấm giờ. 200g kem thì các bạn chỉ đánh trong vòng khoảng 1 phút 45 giây hoặc là 2 phút tùy vào công suất máy. Bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu bấm giờ nhé. Đầu tiên là các bạn sẽ bật số 1, các bạn đánh khoảng 30 giây. Sau đó mình sẽ tăng dần lên số 2, số 3 và số đến số 5 là cao nhất. Chúng mình lúc này đã đạt rồi, chúng mình sẽ lại dùng số 1 trở về số 1 đánh thêm khoảng 10 giây nữa và chúng mình kết thúc nhé. Rồi, kem của chúng mình đã đạt rồi các bạn ạ. Tổng là 2 phút 28 giây. Đó. Là chúng mình đã hoàn thành kem tươi để chúng mình có thể trà láng, bắt hoa. Sau khi chưa đánh xong thì các bạn sẽ để vào ngăn đá 15 phút các bạn nhé. Đây là đuôi 1M. Đuôi này rất dễ sử dụng, chúng mình chỉ cần xoáy hoa tròn là có thể ra. Rồi.